Ông ơi, sao rồi ông? Sao gì? Mày làm ơn đi chỗ khác giùm tao đi. Do mày á, khi không tao bị đầy nữa đó. Cớ sao ông lại đuổi con? Bà nói ông ra ông đuổi mày đi. Nhưng mà con tới đây đặng cho ơn cho bà mà. Mày làm ơn, đừng có nói xàm nữa. Đi mau đi, đi. Tao nói rồi mày đi đi. Ông ơi, cái cậu đó, cậu ấy đó cho con bạc đó. Cậu biết con mà. Cậu này hả? Dạ không phải. Cậu 35. Cũng không phải luôn. Cái cậu mà đứng sau lưng ông á. Đâu? Cậu Tư Trọng. Cậu này thì cậu hiền. Dạ thưa bà. Bà có nhớ con không? Hôm trước khi mà con nhận bạc của bà đó, con hứa là 3 ngày sau khi chôn cất má, con sẽ đến đây đặng cho ơn cho bà đó. Con mong bà sẽ nhận con vô đây làm đầy tớ, đặng con hầu hạ bà suốt đời. Coi kìa, con đứng lên đi. Bà đã nói là con không cần trả ơn cho bà. Bà cho con bạc, đặng con lo mồ yên mã đẹp cho má con. Vì bà muốn tích chút công đức cho con trai của bà. Con đã tỏ chưa hả? Con cảm ơn lòng tốt của bà. Nhưng con đã nguyện là nếu như nhận bạc của bà thì con sẽ bán thân trả nợ. Bà ơi, bà cho con theo hầu bà đi. Bà sai, con làm dâu làm bò gì cũng được hết á. Má, được đó má, nhận nó đi má. Làm dâu làm bò cho con cười cũng được đó má. Anh hai nói chuyện kỳ quá. Đứa nhỏ này tội nghiệp lắm. Má nó chết không có tiền làm đám. Bởi vậy cho nên em mới nói má đưa bạc cho nó. Hoàn cảnh người ta thê thảm như vậy rồi mà anh còn cười cợt được sao? Đúng là đồ đần bà. Đụng chuyện chi cũng bi lụy sức mướt. Bà ơi, dòm con vậy thôi chứ con mạnh lắm. Bà sai con làm cái chi cũng được hết trơn á. Bà nhận con làm đầy tớ nha bà. Ngày con chỉ cần 2 bữa cơm thôi. Bà cho con được cho ơn bà con mới an lòng. Con nhỏ này, nãy giờ bà nói với con là bà không cần người ở đợ mà. Còn coi quanh đây có hàng quán gì đó, xin vô mần nghe không? Thưa bà, cha con đã dặn con á, đã hứa việc gì thì phải giữ lời hứa. Con muốn cho ơn cho bà, con không muốn là người thất hứa. Dạ chị cả. Dạ con chào má. Dạ con chào bà. Có chuyện gì mà ôm xồm vậy em ba? Đi từ ngoài ngõ đã nghe tiếng như vậy rồi hả? Dạ thưa chị. Dạ chào bà cây tổng. Dạ cái con bé này là... Ra chị hỏi em. Em ba, có khách quý đó đa. Em biểu bọn trẻ dẫn nó ra sau cho nó ăn uống đi. Sau đó em cho nó một chút tiền rồi đuổi nó đi nha. Chứ để như vậy người ta nhìn vô, người ta không hiểu, người ta cứ thắc mắc hoài, rồi không tốt cho danh tiếng nhà mình đâu nha. Dạ chị. Dạ. Dạ xin mời bà vô nhà. Dạ con chào bà. Dạ con chào bà. Ông đưa nó vô nhà, xúc cho nó chén cơm đặng nó ăn đi. Chờ khách ra rồi mình tính tiếp. Vậy là con được bà nhận rồi hả ông? Im đi. Thôi vô con. Dạ. Mày đi chăng? Dạ. Ầu ơ ơ. Trời ơi, cậu ngủ đi cậu ơi. Ơ ầu ơ. Ví dầu cầu giang đông. Nè, ăn đi con. Dạ. Ông ơi, cái cậu nhỏ đó là ai vậy ông? Cậu bị gì á mà khóc lung quá trời luôn á. Đó là cậu Út, con của bà Tư đó đó. Cậu ơi, nín đi cậu ơi. Từ ngày sanh cậu ra tới nay cứ khóc ngày khóc đêm. Cậu cách chi cũng không nín hết á. Thương cậu mà. Không biết chi mà cậu khóc hoài. Thấy cậu khóc tội quá à. Nín đi cậu ơi. Con thấy cậu khóc. Con thấy tội lắm. Y như là cậu bị khang tiếng luôn vậy đó ông. Khang đâu mà khang. Cậu hét to lắm. Ở nhà này có ai ngủ nghe gì được đâu. Từ ngày cậu lọt lòng tới giờ mà chúng bà già đi tôi rõ luôn. Cậu nín đi cậu ơi. Vũ thương cậu. Đâu hả? Bà ơi, bà dỗ cho cậu nín đi bà. Tao mà dỗ được á thì tao có khổ luôn dữ vậy. Ủa, mày là con cái nhà ai mà sao vô được tới đây vậy?
Dạ, dạ con theo ông vô đây. Thấy cậu khóc con nóng ruột quá. Bà cho con dỗ cậu thử coi làm sao. Đưa cậu Út cho tôi. Có gì mà khóc miết vậy hả con? Con làm má đau lòng xót dạ lắm đó Đa. Có cách gì mà làm con hết khóc? Cậu ơi, cho dù khó tới đâu cậu ơi, má cũng ráng mừng. Con quen, con nín đi ngang con. Cậu ơi nè. Liêu liêu liêu. Chớ con nhỏ này là con cái nhà ai vậy? Dạ tôi không biết. Dạ thưa bà, nó là người làm của bà ba. Ê, mà nó không phải. Dạ tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa. Cậu ơi, cậu à. Bà ơi, bà cho con ẵm cậu một chút xíu được không bà? Con không làm cậu té đâu. Cẩn thận đó. Cậu ơi, trời ơi, trời ơi, cậu ơi. Tư là tư phú tương. Trời Phật ơi, lần đầu tiên tôi thấy con Út dễ như vậy đó bà. Chắc là có người chơi đùa với nó cho nên nó mới vui lung như vậy. Tôi thấy y như là cậu thích chơi với trẻ nít hơn người già đó Đa. Ông ngạo tôi hả ông Bốn? Ông Bốn à? Dạ. Bà cai tổng về rồi đó. Ông đưa nhỏ này vô gặp bà đi. Nhỏ kia, đưa cậu Út cho bà vú. Dạ. Đi theo ông ra kia. Dạ dạ. Dạ đây bà. Dạ, đây con nhỏ này là con ai vậy chị? Con nhỏ này á, hoàn cảnh nó đáng thương lắm. Má nó từ xa tới đây, không may má nó mất. Nó đành bán thân đặng lấy tiền chôn cất má nó. Chị thấy nó tội nghiệp nên mới đưa nó chút bạc. Hổng về một mực nó tới đây đòi làm đầy tớ cho chị. Nói nào ngay, nhà mình á, có thiếu đầy tớ chi mà nhận. Nhỏ nhất như nó thì mần được việc chi chứ. Con à, bà ghi nhận tấm lòng của con, nhưng mà không cần con phải trả ơn. Con cầm chút đỉnh tiền đi nơi khác tìm việc nghe không? Thưa bà, nếu bà không nhận con thì con đi. Nhưng mà con nguyện mang ơn bà suốt đời suốt kiếp. Vô thương. Bà ơi, số bạc này con không dám nhận đâu, vì con đã nợ bà quá nhiều rồi. Bà ơi, cho con được lại bà, để phần nào đền đáp được ơn nghĩa của bà. Nín, vô thương. Trời ơi, thôi cậu ngoan nha. Nín nè. Ơi, cậu ơi, cậu đừng có khóc nữa nha. Tôi phải đi rồi nha. Cậu ơi, cậu ở lại đây phải ngoan nha. Khoan đã. Chị ba nè, nếu như mà chị không cần con bé này á, thì em sẽ nhận nó làm cho em. Biết đâu có nó chăm sóc, thằng Út sẽ dễ ăn dễ ngủ hơn. Chuyện này mình không có tự tiện được đâu em. Em bàn với chị cả có ý chỉ ra làm sao. Dạ em biết rồi chị. Tạm thời con cứ ở lại đây, để bà nói với bà cả nhận con vô làm nghe. Dạ con cảm ơn bà. Con tên gì? Dạ con tên Nương. Nương. Bây giờ con qua ẵm cậu Út rồi dỗ cho cậu nín thử coi. Dạ. Đây. Rồi cẩn thận nghe con. Trời ơi. Nó dỗ lên rồi đó. Cậu Út ơi đừng khóc nữa nha. Chị cả à, con nhỏ tên Nương hôm trước tới nhà mình xin vô làm cho chị ba đó. Nó hạp với thằng Út nhà em lung lắm. Em thấy nó cũng hiền lành, lễ phép, nên em muốn xin nhận nó vô, đặng nó chăm sóc cho thằng Út nhà em. Có được không chị? Chứ nhà này đâu phải thiếu người làm đâu. Từ trước tới giờ đâu có chuyện nhận con nít vô làm đầy tớ. Thằng hai, thằng ba, thằng tư có khi nào được thuê người chăm sóc đâu.
Dạ em biết chứ. Nhưng mà thằng Út nhà em nó sanh chứng, từ khi mà nó sanh ra tới giờ nó cứ càng nhằn hoài hả, ai dỗ cũng không được. Ờ, tại con cầu con khẩn mới khó nuôi đó đà. Em ba. Dạ. Cớ chi hôm trước tôi có biểu là cho tiền rồi cho nó đi rồi mà, sao tới bây giờ em vẫn chưa chấp nó làm sao? Dạ, tại em Tư muốn giữ lại đặng thưa chuyện với chị. Giữ nó rồi còn thưa cái giống gì nữa chứ. Chị cả à, coi bộ trong nhà này có người muốn qua mặt chị em mình đó đó. Em hai à, em bớt nóng đi. Em Tư còn trẻ người non dạ, cho nên mới làm mấy cái chuyện hồ đồ, chứ không có ý qua mặt chị em mình đâu. Chị nói vậy phải không em Tư? Em mau phân tỏ, để thôi chị hai hiểu lầm em đó. Chị cả à, ai thấy mình có lỗi á thì họ tự lên tiếng đi, chứ buộc như vậy á họ không có khứng đâu. Mà tôi cũng không có bắt lỗi bắt phải ai chi đâu. Trong nhà trong cửa thì phải có tôn ti trật tự chứ. Tôi thấy bực bội cho chị á nên mới lên tiếng thài lai. Chứ chị cả đã lên tiếng được rồi á thì phận nhỏ làm sao dám cãi. Em xin lỗi chị cả. Chị hai, thiệt tình á là em không có ý qua mặt hay là làm trái ý gì mấy chị hết á. Nhưng mà tại vì lúc đó thấy con nhỏ dỗ dành thằng Út khéo quá, cho nên em mới ưng ý. Em giữ nó lại là bởi vì em sợ khi nó đi rồi, tới lúc mình cần thì không biết tìm nó ở đâu. Vậy chứ bà vú của em đâu? Cớ chi mà không lo được cho cậu Út hả? Mà phải cậy tới một đứa con nít không rõ gốc gác vậy? Dạ, bà vú cũng không có cách nào dỗ nín thằng nhỏ được hết. Cho nên... Coi bộ trong nhà này á, có em Tư á, xài tiền hơi quá tai á. Một mình thằng Út á, mà thuê bà vú chăm sóc chưa đủ, giờ thuê một người dỗ dành nữa. Đợi nó lớn thêm chút nữa, thuê người dắt nó đi chơi, đi tiêu, đi tiểu. Đang ăn cơm mà đem ba cái chuyện đi tiêu, đi tiểu vô để nói nghe nó kỳ quá đi. Ăn cơm đi. Dạ. Ê, sao bữa nay dòm mặt ai cũng thấy không được vui hết là sao? Dạ không có gì. Nè. Dạ. Xuống dưới bếp á, bưng tô chân giò hầm sâm lên cho ông nghe. Dạ dạ. Rồi sẵn á, coi chừng mấy đứa nhỏ ở dưới nó dạ, ăn mình. Uống sao trong chừng đó. Dạ. Mình sao vậy? Sao sắc mặt xanh xao quá vậy? Hay à, biểu nhà bếp nó nấu mấy món bổ dưỡng ăn cho nó khỏe đi. Dạ, cảm ơn mình đã quan tâm. Cũng tại thằng Út nó khó ngủ, đêm nào nó cũng quấy khóc, em mất ngủ theo nó luôn á mình. Vậy rồi à, đã tìm thầy chữa cái bệnh khóc đêm cho nó chưa? Em đã mời thầy thuốc về rồi, coi bệnh hốt thuốc hết rồi. Mới hôm bữa em còn mời thầy cúng tới làm bùa cho nó đeo nữa. Bớt được vài ba bữa thì nó lại y như cũ ha. Từ đêm khóc tới sáng làm em xót hết cả ruột luôn á mình. Trời, bà cả, rồi cái chuyện thằng Út bà tính sao? Theo bà thì bây giờ có cách nào để trị cái bệnh của nó không? Chứ để nó khóc đêm hoài tôi chịu không có nổi, nhức cái đầu lắm. Dạ hổm rài tôi cũng dò hỏi thầy nào hay, đặng mời về chữa bệnh cho thằng nhỏ. Nhưng mà tái đi tái lại không hiểu bệnh gì mà chữa hoài không hết hẳn à. Còn chuyện cúng kiến, khấn vái cho nó dễ ăn dễ ngủ như con người ta thì cũng đã gõ cửa khắp các chùa quanh đây rồi thưa ông. Vậy ha. Mình ơi hả? Cũng may nha, là mấy bữa nay nó bớt khóc, chịu cười chịu giỡn rồi đó mình.
Mình biết tại sao không? Sao? Là anh dày. Cũng nhờ chị ba, chỉ đưa đứa con gái về nhà. Không biết sao, mà hễ con nhỏ nó ẵm thằng Út, là thằng Út nó ưng, nó cười nó giỡn liền hà. Ừ, kỳ dữ vậy à? Dạ, em cũng thấy ngộ ngộ, nên em mới giữ nó lại nhà, đặng chơi với con đó mình. Ừ, vậy đâu kêu nó ra cho tôi coi thử coi. Dạ, ông Bốn à. Dạ. Dẫn con nhỏ lên. Dạ. Ủa, con nhỏ này là... Dạ, con thưa ông. Ừ. Dạ, con nhỏ này hôm trước á, má nó cõng tới nhà mình đặng tìm em của nó. Sau khi hay tin em nó bị người ta bắt cóc đem đi mất, má nó buồn rồi tự giận bỏ lại mình nó. Em vậy gặp hả? Nó quỳ giữa chợ xin bán mình đặng lấy tiền chung cất má nó. Thương tình em cho nó chút bạc. Không ngờ nó tìm tới đây nhất quyết đòi làm đầy tớ đặng trả ơn. Ừ, thì ra là vậy. Ôi, con nhỏ này coi bộ số sát cha sát mẹ rồi. Cớ chi em ba lại cho nó vô nhà mình? Rồi nó mang chuyện xui xẻo vô nhà mình thì sao chứ? Chuyện xui á thì chưa biết có hay không. Nhưng mà từ khi thằng Út nó gặp con nhỏ này thì nó không còn quấy khóc nữa. Vậy có nghĩa là nó cũng hạp với thằng Út nhà mình chứ, đúng không mình? Ừ. Em cũng đã thưa chuyện với chị cả, đặng xin chị nhận nó vô làm đầy tớ rồi, sẵn tiện trông coi thằng Út luôn. Mình thấy được không mình? Trời ơi, cái chuyện này có gì đâu phải đắn đo. Một đứa con nít thì nó ăn bao nhiêu. Cho nó vô nhà đi, đặng nó giữ thằng Út. Ừ. Cho thằng nhỏ nó bớt khóc, nghe không? Trời đất ơi, tao nói thằng nhỏ mà đêm nào nó cũng khóc làm tôi nhức đầu quá đi bà ơi. Vậy là mình bằng lòng rồi phải không mình? Ừ. Nương, con mau cảm ơn ông đi con. Dạ con cảm ơn ông, con đội ơn ông. À, con tên gì? Dạ con tên là Nương. Ừ, vậy bây giờ ông nhận con vô đây thì con là gia nhân của cái nhà này. Rồi tất cả gia quy phép tắc của nhà này con phải tuân theo, không có được làm sai. Dạ. Nghe không? Vậy thì kể từ hôm nay con chịu khó làm việc, không được lười biếng, nghe chưa? Cha mẹ gì đặt tên con nghe xấu quá đi. À bà, vậy bây giờ tôi đặt cho nó cái tên mới nghe không? Ông đặt cho con cái tên là Hương. Dạ. Vậy kể từ hôm nay con quên cái đứa nhỏ tên Hương đi, mà con là con Hương, nhớ không? Dạ con nhớ rõ rồi. Ừ, vậy thì bây giờ ông Bốn nè, ông đưa nó ra nhà sau á. Dạ. Rồi sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho nó cho đàng hoàng nghe không? Dạ. Đi thưa ông. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ cả nhà ăn cơm đi. Dạ. Dạ. Mình ăn nè mình. Ủa? Dạ. Nào. Em mời mình. Ăn đi em. Ông Bốn. Dạ. Con bé này ở lại nhà mình hả ông? Dạ phải đó cậu Tư. Ông nhận nó vô làm đặng lo cho cậu Út. Từ rày á, mấy cậu có cần gì á thì cứ sai nó. Ông đặt tên cho nó là con Hương. Hương, cái tên nghe cũng hay đó. Hay cái nổi gì mà hay. Hương Hương, cái tướng nghe như con lươn. Nhìn thấy gớm. Dạ thôi mấy cậu ở đây ăn cơm đi, tôi dắt nó xuống nhà sau nha mấy cậu. Ừ, đi đi. À, ấy da. Con có sao không? Đi đứng cũng chưa nên thân, làm sao trông coi cậu Út cho được chứ. Mày mà để cậu Út té, mày ăn đòn nát đít không? Dạ. Dạ thôi mấy cậu ở đây, tôi đi ra nhà sau. À, giờ cha chỉ cho con thấy nghe. À, heo, con thấy rồi heo. Nghĩa là kể từ cái mé ruộng bên này chạy dài qua tới cái mé lộ bên kia là điền đất của nhà mình hết đó con. Rồi cha mới cho tá điền họ mướn để họ mận ruộng. Rồi tới mùa gặt họ mới đem lúa về giao nộp lại cho nhà ta. Thôi bây giờ cha con mình đi tiếp qua bên này. Ừ? Dạ. Dạ chào ông hội đồng. Ừ. Dạ chào cậu ba. Sao bữa nay
ông đi thăm ruộng sớm vậy? Cậu Ba Lâm đi theo ông để học hỏi sau này đặng cai quản đất đai có phải vậy không? Kìa Điền, sao không mau chào ông hội đồng với chào cậu ba đi con? Chứ cái thằng này, mày đực cái mặt ra làm gì chứ? Dạ, dạ xin lỗi ông hội đồng. Dạ thằng này nó bị cái bệnh lãng tai. Dạ thành ra nó mới bị thất lễ vậy đó. Dạ mong ông hội thông cảm, bỏ qua cho. Thiệt tình cái thằng này nó tệ lắm. Chứ phải chi như cậu Ba Lâm đây đâu. Vừa sáng láng, vừa thông minh, rồi chững chạc nữa. Thế nào á, mày này thế nào cậu ba cũng nói nghiệp ông mà. Cai quản đất đai với điền sản á. Bụng à. Dạ. Năm nay mùa màng ra sao rồi con? Dạ, dạ dòn cũng tươi tốt lắm á, thưa vậy ông. Hả? Dạ, nhờ ông trời ông thương. Ông cũng mưa kịp lúc, đúng lúc á. Dạ, nhờ vậy bà con mình cũng mừng lung lắm đó ông. Mày biết không, đất của tao là đất vàng đất bạc mà, đâu có bao giờ mà thất mùa đâu, phải không? Dạ. Dạ, dạ thưa ông. Dạ có khách cần gặp ông, cho nên bà kêu con ra đây đặng mời ông về. Ủa mà dạ. Là ai vậy? Dạ con cũng không biết nữa, mà hình như ở trên tỉnh xuống đó ông. Vậy ha, thôi được rồi, nè con à. Dạ, cha cứ về tiếp khách đi, con muốn ở đây chơi chút nữa. Thôi vậy cũng được. Nè Bụng à. Dạ. Mày ở đây đi theo cậu ba nghe không? Dạ. Rồi coi chừng cậu ba cho cẩn thận nha. Dạ ông an tâm đi, có con ở đây là cậu ba không có sao đâu. Con cầm cái dù này để che cho cậu ba. Dạ. Còn con dạ. Đi theo ông. Đồ nịnh bợ. Chú Bụng. Dạ cậu ba. Cớ chi bên kia có một lọng đất trống, không có lối chi hết vậy? Dạ thưa cậu ba. Dạ cũng bữa tới bữa trước vậy nè. Có mấy con trâu ở làng bên kéo qua nó ăn trũi lúa hết trơn vậy á. Con chưa kịp cấy lại đó cậu ba. Vậy chứ chủ trâu đâu, không lo coi ngó trâu, để trâu ăn hết lúa vậy? Dạ thì chắc họ trông coi bất cẩn cho nên mới xảy ra cớ sự vậy đó. Nuôi trâu thì phải giữ trâu chứ. Nếu như mà để trâu ăn lúa của người khác thì phải đền bù gấp đôi đó. Dạ cậu ba nói phải ạ. Cậu ba. Cậu ba đừng bước xuống đây xình lầy không mà, nó dơ giày dép của cậu ba hết. Nhưng mà tôi muốn qua bên kia. Dạ. Vậy thì Điền. Dạ. Biểu, mau bước xuống đây đưa lưng cho cậu ba bước qua bên bờ. Hả? Nhìn cái gì? Mày nghe tao nói gì không? Cái thằng này. Trời ơi, mày mắc gì mà mày nhìn tao lom lom vậy? Còn chưa chịu bước xuống. Nè, mày bỏ cái ấm xuống. Mày xuống đây cho tao. Xuống đây cho tao. Xuống đây. Xuống đây cho tao. Mày còn đứng đó mà giờ mày không cầm lưng cho cậu ba bước qua. Trời ơi cái thằng này. Mày lì quá đi, mày khom xuống cho tao. Trời ơi thằng này chắc con giết mày chết. Mau lên mày, cầm lưng xuống. Khom xuống. Khom xuống vậy nè. Cầm lưng xuống. Khom xuống. Khom xuống. Khom xuống cho tao. Chắc tao giết mày chết quá. Mày khom xuống cho tao. Trời ơi, khom xuống. Khom xuống. Khom xuống cho tao. Khom nữa. Ôi. Dạ mời cậu ba. Này nè cậu ba, có chừng trơn đó nghe cậu ba. Đây đây cậu ba, để tôi cầm cho. Rồi rồi, cẩn thận nghe cậu ba ha. Dạ trơn lắm nghe cậu ba. Khom xuống cho cậu ba qua nè mày. Dạ cẩn thận nghe cậu ba. Rồi cậu ba. Tư là tư phú tương, báo kim sắc phong lên đàn.
vàng nắm cánh mơ màng, em luôn trong tình trạng. Cậu sắp sửa buồn ngủ rồi đó, đưa đây tao ẵm cậu cho. Dạ. Ừ. Rồi, mày coi lấy tả của cậu đem giặt rồi phê luôn nghe chưa? Dạ. Rồi, ô. Ừ, cậu ngoan nghe. Hương, bánh nè, ăn đi. Thôi, cậu cho tôi không dám nhận đâu. Hương ăn đi, chứ ba cái bánh này tôi ăn riết tôi ớn luôn á. Nhưng mà không dám liền, sợ tội, ăn giùm tôi đi. Ăn đi mà. Cậu Tư. Chà, cái bánh ngon vậy mà thằng Tư nó lại bỏ, lại không ăn, lại cho con nhỏ đầy tớ là sao ta? Cái thằng chứ nó loạn trí rồi quá. Nè Hương, cậu Tư cho, sao mày không ăn? Nè. Ê, mà khoan, chờ tao chút. Mày muốn ăn bánh á, thì mày phải giặt hết đống tả này nghe không? Mà thôi vậy đi, mày ăn trước rồi giặt sau cũng được. Ăn trước hay ăn sau gì á, nó cũng đều bay một nước tiểu của thằng Út hết à. Cậu, cậu làm gì vậy? Ngon lắm á nha. Mày ăn đi, không ăn là coi như phụ lòng thằng em tao đó. Mày ăn đi. Mày ăn cho tao. Mày ăn nha, mày ăn cho tao đó. Chơi hả? Bánh ngon lắm mà, vừa có mùi nát dẻo, vừa có mùi nước tiểu, ngon lắm đó Đà. Em Tư, em làm gì mà sáo tới trộn lui miết vậy em? Em muốn nó bốc cái gì á thì em cứ để gần tai nó là nó sẽ bắt trúng. Hơi đâu mà lo chi cho nó mệt. Em Tư, em chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Mà sao tới giờ vẫn chưa thấy ông về nữa? Ông đi tỉnh thì chắc tới xế mới về tới. Mình cứ đúng ngày đúng giờ thì cúng đi, chứ chờ ông thì biết tới chừng nào. Trước khi đi, ông có dặn tôi vậy rồi mà. Em nhớ hồi thôi nôi thằng Tư, nó dòm tới dòm lui, rồi nó bóc ngay cái viết này nè. Chắc cũng là cái điềm cho thấy sau này nó trở thành một người học cao hiểu rộng, lại thông minh nữa. Ôi, chưa chắc là như vậy. Không lẽ đứa nào bóc cái viết là học hành giỏi giang sao? Chỉ sợ học cho lắm, rồi mai mốt thầy đề thầy ký, rồi ghi ghi chép chép suốt ngày đó nè. Chứ như thằng ba nhà em nè, nó bốc trút cục đất thì sao? Không lẽ sau này nó đi làm ruộng? Dạ, chị hai nói phải. Chẳng qua là tục lệ của ông bà ngày xưa bày ra, nên con cháu phải theo, chứ không nên tin quá vô chuyện đó. Em Tư à? Em Tư, ngó bộ em ngồi ngóng ai vậy? Hay là em đang có mời khách nào tới hả? Dạ không, em đang chờ thầy Mười. Hôm nay ổng tới để làm phép cho thằng Út đó Đa. À,
Nhắc tới thằng Út là tôi mới nói nghe. Cái thằng này nó khác hết mấy đứa trong nhà. Từ ngày mà sanh nó ra tới giờ, nay đau, mai mạnh, rồi mạnh được có vài bữa, rồi lại bệnh, lại ho, đủ thứ hết trơn á. Em Tư à, cái hồi mà có bầu nó đó, chắc là em quên không có đi chùa gian giái phải không? Cho nên em nó cứ đau, cứ bệnh hoài, sao kỳ vậy em? Chị nghe nói nó đang bị ho hay nóng trong người hả? Vậy thôi, em đừng có ẩm nó ra đây. Nhà khói tùm, khó lành bệnh lắm. Ơi, không ẩm nó ra đây thì làm sao cúng kiến chứ? Đứa nào đó, ẩm Út ra đây coi. Ngó cái khuôn mặt thấy bắt mệt à. Nắng không ưa, mưa không chịu. À, thầy Mười! Thầy Mười! Dạ, chào các bà. Dạ, chào dạ, thầy. Dạ, mời thầy. Dạ, chị em tôi chờ thầy nãy giờ đó. À, mình bắt đầu cúng ly là dừa rồi đó. Kêu cô Út ra đây để tôi làm phép luôn. Dạ. Tụi bay đâu? Dạ. Ẩm cậu Út ra đây cho bà. Dạ. Khóc dữ vậy nè con. Nhưng mà nó khóc hoài làm sao làm lễ em Tư. Hương à. Dạ. Con ra đây ẵm cậu Út rồi dỗ cho cậu nằm im để cho thầy làm phép cho con. Dạ. Cậu Út giỏi, cậu Út ngoan ngoan. Thương nè, ngoan nè. Cậu Út giỏi nè. Hôm nay là thôi nôi của cậu Út đó. Chút nữa cậu Út sẽ được bốc đồ trên mâm. Cậu có thích không? Ha, cậu Út ngoan nha. Thương cậu Út nè. Dạ, thầy. Cảm ơn con dạ, nha. Dạ, cảm ơn thầy. Con bé đó là... Dạ, nó mồ côi. Thấy nó cũng tội nghiệp. Nên tôi nhận nó vô mần mấy việc lặt vặt ở trong nhà. Mà thằng Út nhà tôi cũng ưa nó lắm. Nên cũng thường để nó trông coi, dỗ dành thằng nhỏ. Nói thiệt với bà, tôi coi tướng con nhỏ đó, với cậu Út nhà này á, có lương duyên vợ chồng đó đa. Lương duyên vợ chồng? Ừ. Ý thầy muốn nói là... Hai đứa nhỏ này có duyên phận với nhau từ trước. Bà nên về bàn bạc kỹ với ông hội đồng để làm lễ cưới cho hai đứa tụi nó. Đây cũng là cách để giúp cho cậu Út của nhà này thoát khỏi ốm đau bệnh tật. Mà tôi nghĩ chuyện này á là do ông trời sắp đặt trước, để cho con nhỏ đó đến với cậu Út nhà này nữa nghe. Thầy nói thiệt là trúng ý tôi quá. Hèn chi cái ngày mà con nhỏ mới bước chân vô nhà gặp thằng Út, chắc là cũng do ông trời xui khiến sao đó, cho nên thằng nhỏ nó mới vui vẻ tươi cười luôn vậy chứ. Vậy thằng Út sẽ tai qua nạn khỏi phải không thầy? Dạ, tôi cảm ơn thầy đã chỉ dẫn. Đợi chồng tôi về, tôi sẽ nói lại với ổng. Dạ thôi, xin phép bà Tư tôi về. Dạ, dạ. Thầy về. Dạ. Ý của em là làm đám cưới theo kiểu tảo hôn, để cho thằng Út nó tai qua nạn khỏi. Dạ, là thầy Mười căn dặn em như vậy đó Đa. Thầy còn sai đệ tử tới đưa cho em tờ tử vi để coi tuổi của hai đứa nó nữa nè. Nè chị. Trước đây em cũng có chứng kiến một chuyện giống như vậy. Nhà đó có một thằng con trai đau ốm liên miên,
chạy dài khắp nơi mà cũng không khỏi. Nghe người ta mách bảo phải mua một con hầu gái đặng làm lễ cưới theo tục tảo hôn. Rồi không hiểu sao, thằng nhỏ khỏi bệnh, ăn được, ngủ được, khỏe mạnh hồng hào. Thiệt vậy hả chị ba? Ừ. Nếu mà được như lời thầy nói thì còn gì bằng. Có bệnh thì cứ giái tứ phương. Biết đâu kế của thầy Mười giúp thằng Út được tai qua nạn khỏi. Vậy ý mình sao mình? Ừ? Mình có bằng lòng làm theo lời thầy Mười không? Ừ, nếu mà vậy mà thằng Út nó khỏe mạnh, nó bình an thì bà cả cứ lo hết đi. Dạ, vậy là mình đồng ý hả mình? Ừ. Em cảm ơn mình đa. Mình ăn nè mình. Mời cô dâu chú rể ra đây. Cậu Út ơi, cậu Út ngoan ngang. Hương nè, cậu cười với Hương ngang cậu. Hương, mày làm cái gì mà bà Tư kêu rế mà ôm sòm mà mày không trả lời vậy mày? Dạ, tại vì con sợ cậu Út ngủ dậy đói bụng cho nên con đi khuấy bột, không có nghe tiếng bà Tư kêu. Cậu Út ơi. Nè, mày á liệu hồn đó đa. Lúc nào mày cũng phải nhớ như in ở trong đầu của mày. Cậu Út á là sinh mạng của bà Tư. Cậu á mà có bề gì á thì mày khó lòng mà sống đó đa. Dạ. Cậu Út ơi. Tôi chào ông, ăn mau mau á, rồi ra động với anh nha. Bữa nay á, anh có hẹn mấy đứa xóm dưới, đem dễ ra đá đó đà. Nói thiệt cho em biết á, hôm rày á, anh có nuôi một con dễ đá rất là hay. Bữa nay anh quyết tung nó ra, đá cho tụi xóm dưới, phải sợ mới được. Anh hai tài thiệt chứ, mấy bữa trước nha, em thấy anh đã thăng tụi nó, lung lắm. Vậy mà giờ anh còn tung con dễ đó ra nữa thì ai địch lại anh? Bởi em quên á, anh là cậu hai hoàng rồi hả? Ở xung quanh đây á, có thằng nào dám đem dễ ra đá với anh chứ? Còn điều quan trọng nữa, lúc mà anh đem dế ra đá thì em phải đứng coi chừng, hiểu không? Đứa nào mà dám chơi xấu á thì la lên liền, biết chưa? Dạ em biết nhớ lời của anh đó. Bộ em không định học hành hay sao mà đi đá dế với anh hai vậy hả Tư Trọng? Vậy thôi anh hai đi một mình đi, em ăn xong còn phải học bài nữa, có nhiều bài em chưa có học. Cái thằng này đã bằng lòng á đi theo tao đá dế, vậy mà thằng ba mới nói câu tiếng là sợ rồi sao? Học hành cái giống gì chứ, giống như tao vậy nè, thủng thẳng rồi học, lo gì? Mày á, phải theo tao đi coi trận đá dế này. Không thể nào á, mà bỏ qua uổng phí như vậy, biết chưa? Anh kỳ dữ không? Tư Trọng nó học thì cứ để nó học. Anh muốn đi chơi thì cứ đi một mình đi. Rủ nó theo bằng chi, rủ nó không thuộc bài, cha rầy nó thì sao? Anh có đứng ra chịu không? Hay là anh lại bỏ trốn như lần trước? Ba Lâm, tao không khiến mày xía với chuyện của tao. Mày phải nhớ, tao là anh hai, là anh của mày đó nghe chưa? Mày đừng có bày đặt mà lên mặt với tao đâu đa. Mày tưởng cứ chấp tay tò tò theo cha là được coi trọng nhất nhà hay sao? Em đi theo cha là để học hỏi điều hay lẽ phải, chứ đâu có như anh hai suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Anh đã không lo học hành tử tế mà còn trở ngược rầy la em là sao? Ai muốn học á, đang trở thành ông to ông lớn thì học. Còn tao á, tao không cần học, thì tao cũng là cậu hai của nhà này. Tao chỉ cần hô một tiếng là mọi người phải làm theo lời của tao, biết chưa? Thôi anh hai đừng có la lớn,
Cha má trên nhà trên mà nghe được á, tưởng mấy anh em mình cãi cọ lại xuống rầy cho mà coi. Anh ba nhìn ảnh đi. Mày dậy không tao hử chồng. Mày lên mặt với tao đó hả? Thôi mấy cậu lo ăn đi, lo ăn giùm con đi mấy cậu. Cớ chi á, mày lại sợ thằng Ba Lâm như vậy? Không có việc gì mày phải nghe lời nó hết. Tao là anh lớn nè, không có đứa nào á được qua quyền của tao. Anh hai á chỉ được cái tài ăn nói ồn ào sổn sản. Nếu như mà còn như vậy á thì chẳng có gì hay ho đâu. Mày đó, trời ơi mấy cậu lo ăn giùm con đi mấy cậu. Ăn được vô còn học hành đặng con còn dẹp nữa mấy cậu. Đi ăn đi cậu. Dẹp đi, tôi không ăn đâu. Thôi con năn nỉ cậu ăn đã nói là tôi không ăn mà. Thôi con chan cậu miếng canh nha cậu. Cậu ăn cơm đi cậu. Ăn cơm á mà mấy cậu lau nhau như vậy, ông nghe ông rầy tôi đó đa. Nói nào ngay á, cậu hai cậu nói cũng có lý của cậu. Mấy cậu còn nhỏ, sự việc chơi đùa cũng có hại gì đâu. Cậu hai thích á thì cứ để cậu đi đá dế đi, việc đó không có chi quấy hết á. Ông bốn, ông nói đúng lắm á. Có điều á, ông trời á, ông sanh mỗi người một tánh. Như cậu ba đây á, thay vì đi chơi thì cậu lại muốn đi theo ông học hỏi, đặng sau này đỡ đần công việc cho ông, đặng ông tận hưởng tuổi già. Còn cậu Tư á, phận làm em phải đứng giữa đôi đàn. Cậu có nói điều chi á cũng chỉ muốn làm vui lòng hai cậu, chứ không có dám hỗn với hai cậu đâu. Dạ tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Xin mấy cậu bỏ qua. Thôi mấy cậu ăn cơm đi, cơm canh nguội hết không có ngon đâu. Dạ cậu chăn canh không, tôi chăn cho cậu. Trời ơi, cái thằng Út á, nó mắc cái chứng gì mà nó khóc nhíu nhá cả ngày vậy chứ. Y như mở mắt ra á, nó không thấy con hồ một bên là nó réo lên liền. Ông bốn nè, cớ chi lại làm đám cưới cho thằng Út với lại con Hường vậy chứ? Má tôi nói á, mần vậy đặng cho thằng Út hết bệnh. Mà sao tôi thấy kỳ quá, thằng Út nó còn nhỏ xíu à, sao mà có vợ được chứ? Chuyện đó là chuyện của người lớn, cậu Tư để tâm làm chi. Nói nào ngay, đó chỉ là cái mẹo bày ra đặng cho cậu Út bớt đau bớt bệnh thôi. Chứ thiệt ra ông kể cho ông dài mà mần chi. Bây giờ ông chỉ cho nó biết con Hường là vợ thằng Út, còn thằng Út á là chồng của con Hường, vậy thôi. Trời ơi, cậu hai nói rất phải. Nhưng mà ngộ nha, đáng ra cha má phải gả con Hường cho tôi chứ. Tôi lớn hơn thằng Út nhiều mà, phải có vợ trước cho tôi chứ, đúng không? Bà Vú nè. Cái gì? Đứa con gái mới xin vô làm á, nó tên gì vậy bà Vú? Tao không biết, mày đi hỏi nó đó. Hỏi tao mận chi? Ủa, bà không biết tên nó hả? Thấy nó lần la nói chuyện với bà, tưởng hai người quen thân với nhau chứ. Nó với tao là người dân khác họ, quen biết cái nỗi gì mày? Kỳ dữ không? Tự dưng nhắc tới nó cái bà khó chịu à. Bộ nó mần việc gì trái ý bà hay bà Vú? Mày tối ngày chỉ lo ngồi ở trong bếp, riết cái mặt mày như ngốc ổn rồi mày. Chứ mày không nghe cái câu ông bà ngày xưa nói hả? Người ta nói gì ông bóng? Con gà nó tức nhau tiếng gái. Ông bóng, bộ không biết chuyện chi hả? Kể tôi nghe với. Chứ ông nói lý bí vậy, tôi không hiểu gì hết trơn chọi hả? Hả? Lạng dày, tao nói dí như lâu nay á, mày được mướn mần chuyện bếp núc ở đây đúng không? Mà bây giờ á, tự nhiên có người không biết ở đâu tới á, rồi chen chân vô mần công việc của mày, rồi mày nghĩ sao? Chàng ơi, ai mà lãng xẹt vậy chứ? Tôi mà biết người nào hớt tay trên tôi hả, là tôi không có để yên đâu nghe. Thì bởi vậy tao nói ghen ăn tức ở thì đó cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ê ông bốn, muốn nói cái gì thì nói thẳng ra đi, bài đặt lấp la lấp lửng bực mình à. Tôi nói cho ông biết, tôi vô đây làm á từ lúc tôi còn trẻ,
cho tới cái đầu của tôi á, và hai thứ tóc rồi nha. Việc ở trong nhà này nè, từ ngoài ngõ cho tới tuốt ở trong nhà đó, chuyện gì á tôi cũng biết hết á, ai mà rành hơn tôi chứ. Mắc cái gì á mà tôi phải đi cà nanh với cái tụi con nít con nôi. Ông khéo đặt chuyện ba láp bà xàm. Ủa, vậy là nãy giờ ông Bốn đang nói chuyện của bà Vú hả? Trời, không lẽ bà Vú đây lại sợ con bé đó hay sao? Bà Vú, gì bộ bà sợ nó giành chỗ bà hả? Làm gì có chuyện đó. Nè, tôi không có nói tên ai đâu à nghe. Ai chột dạ thì người đó lên tiếng. Ông á chỉ võ tài nói hành người khác. Đờn ông gì mà nhỏ mọn. Nói có trời đất chính giám. Nếu mà tôi không bài vẽ thì con Hường á nó có biết cách chăm sóc cho bà Tư với lại cậu Út á vừa lòng hay không chứ? Đúng rồi. Tôi nè là người ngay thẳng đàng hoàng. Ma quỷ tôi còn chưa sợ. Sợ gì một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch chứ? Thì bà là người trơn tránh. Ừ. Bà đâu có sợ ai đâu nè. Ừ. Nhưng có sợ hay không thì cũng chỉ có một mình bà biết. Bà Vú ơi, Vú đó bột xong chưa? Cậu Út tỉnh dậy rồi kìa. Cho nên là bà Tư sai con đi tìm Vú đó. Xong rồi. Mà nè, mày á đừng làm cái giọng bà chủ lên giọng trịch thượng với tao nghe mày. Tránh ra mày. Bà giận cá chém thớt vậy đó mà. Hơi đâu còn để ý chi lời nói của bà. Con mau chạy lên đó phụ bà mần công chuyện đi thôi bị rầy đó đa. Dạ. Dạ bà Tư. A ô con trai của má. Ô nãy giờ cậu Út có khóc không? Dạ không, cậu Út ngoan lắm bà. Con trai của má ngoan quá à. À ô ô ô. Ủa cái này của ai vậy Hương? Dạ của bà ba mới đem qua cho cậu Út đó bà. Bà qua đây lâu chưa? Bà có hỏi gì mày không? Dạ hồi trưa bà mới đi là bà ba tới đó bà. Dạ bà ba hỏi là con mừng việc quen chưa, dặn con á là phải nghe lời bà và chăm lo cho cậu Út. Hương. Dạ. Mày lại đây. Dạ. Dạ ba. Nghe bà dặn nè, mày ở đây không được tin ai hết nghe không? Ngoài miệng người ta nói ngon nói ngọt vậy đó, nhưng mà trong bụng toàn là mưu sâu kế độc đó đa. Ủa bà ơi, ai cũng vậy hết hả bà? Nhưng con thấy bà ba nè hiền lành nhân đức lắm luôn á. Chính bà ba nè với lại cậu tôi đã giúp con á. Mày im đi. Con nít biết cái gì mà nói. Nhớ là phải dè chừng lời ăn tiếng nói nghe không? Ai có hỏi chuyện của bà với cậu Út cũng không có được nói. Bà đã dặn là phải nhớ ở trong đầu. Dạ. Đừng có thài lai là tao đập chết á. Dạ dạ, thưa bà con nhớ rồi. Ừ. Ôm mớ tả này đi ra đằng sau mà giặt đi. Dạ dạ. Hương. Dạ. Mày đứng lại tao biểu coi. Cớ gì mà đụng mặt tao mà mày lắm la lắm đét vậy hả? Ai làm gì mày sợ vậy? Mày muốn né tao phải không? Dạ, dạ thưa bà con không dám. Mày đừng có chối. Chắc có người bài biểu mày chứ gì. Chứ không mắc mớ gì mày phải sợ. Dạ thưa bà đâu có ai bài biểu con đâu. Nhưng mà tại... tại... tại cái giống gì hả? Chủ tớ một ruột như nhau à. Nhìn mày là tớ ứa gan lắm đó nè. Giống hệt như cái con nhỏ đó. Ý mình có chút nhan sắc, được cưng chiều nên lộng quyền, không biết thủ phận gì hết. Nhỏ mà muốn trèo cao. Bởi vậy á, ông trời cho sanh một đứa con, nó hành hạ nai bệnh mai đau vậy đó. Nè,
Tao nói mà mày dám dương mắt nhìn tao hả mày? Tớ ngu dốt không có biết phép tắc gì hết à? Kìa em hai, con nhỏ có tội tình gì mà em trút giận vô nó? Tại chị không biết chứ, nó vô phép vô tắc lắm. Hễ dòm thấy nó là em bực mình lắm. Cứ ra vô đụng mặt như vậy á, có ngày em loạn trí đó nè. Ông đã bằng lòng cho nó ở lại nhà thì chúng ta phải vâng lệnh, chứ cãi lại sao đặng. Hơn nữa nó theo hầu em Tư, đâu có làm phiền gì em đâu, phải không? Thì em bực bội nói vài câu cho đỡ bực thôi mà, chứ ai làm gì em mượt kệ. Thôi em về phòng á. Cầm lên đi. Dạ. Đi ra đây. Bà hai tánh tình ồn ào rỗn rãng như vậy chứ bà không có để bụng đâu. Đừng có sợ nghe. Có điều mai mốt mà thấy bà hai ở đâu là phải về chừng. Đừng có chọc giận bà nghe. Dạ con cảm ơn bà cả. Con đem tả của cậu Út đi giặt đó hả? Dạ. Lóng rầy à, cậu Út có khóc đêm không? Rồi có chịu ăn uống gì không dạ, con? Dạ, cậu Út á. À, thôi, bà hiểu rồi. Là bà Tư dặn con không được nói chuyện của cậu Út trước mặt ai đó phải không? Thôi được rồi, con đi mần công chuyện đi ha. Dạ. Dạ, bà cả. Bà đã qua 49 ngày của ông già chưa? Dạ, cũng mới cúng thất thứ bảy cho cha tôi ngày hôm qua rồi đó Đa. À khoan đã thím lành. Bữa hổm có người cho tôi mấy gói thuốc gia truyền, chữa bệnh hay lắm đó thím. Để tôi đưa về cho thím sắc, đỡ tốn tiền nghe. Bà làm tôi ái ngại lung quá. Thôi đừng có dụ dự nữa, theo tôi về đi nghe. Dạ. Nghe nói người có tang mà tới thăm trẻ sơ sinh thì sẽ làm cho đứa nhỏ sanh chứng khóc đêm, khó chịu, bứt rứt trong người luôn lắm. Để mình thử coi sao. Nè, thím Năm qua thăm bà Tư với cậu Út đó đa. Bà coi dẫn thím vô phòng thăm bà Tư với cậu Út một chút đó nghe. Dạ thưa bà, thím Lành đây là. Thì cũng là hàng xóm thôi. Người ta nghe bà Tư mới sanh cho nên ghé qua thăm đó mà. Dạ. Họ đã cất công tới đây rồi, không lẽ mình từ chối coi sao đặng. Dạ. Vú đưa thím vô đi. Dạ, nhưng mà bà Tư với cậu đang ngủ. Ừ, thì tới cửa phòng đứng dòm cho thỏa lòng người ta một chút rồi người ta về cũng được vậy. Không lẽ giờ chờ tới lúc bà Tư thức dậy rồi mới vô thăm được hay sao? Dạ. Ra ngoài cổng dẫn người ta vô. Dạ. Nha. Sao không vô trò chuyện dăm ba câu mà lại tự nhiên đi về nhanh vậy hả? Dạ, bà Tư với cậu Út còn đưa ngủ, cho nên tôi cũng không hỏi thăm được chi. Mà sao tôi dòm cái mặt của cậu Út thấy ngộ thiệt á bà. Không có nói tào lao. Người ta cử đó đa. Đây nè, gói thuốc này thím cầm về, thím sắc một ngày uống 3 lần ha. Dạ, cảm ơn bà. Thiệt tôi làm phiền bà quá sức à. Có gì đâu. Tôi xin phép bà tôi về. Em Tư à, từ ra chịu khó mà dỗ con nghe. Nó không chỉ làm em khổ sở hôm nay thôi, mà còn khiến em phải vất vả cực nhọc từ năm này qua tháng nọ nữa đó. Cho chừa cái thói học đòi làm bà này bà nọ. Tư là tư phú tư, bao kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình chàng. Có chuyện gì vậy Vũ? Ê Hương. Dạ. Ai dạy mày ca?
mà nghe mùi dữ vậy mày? Dạ, tại vì ở dưới quê á, con thấy người ta ru con á, là người ta hát bài này không, cho nên con bắt chước học được luôn á. Ờ, vậy hả? Dạ. Mờ có chuyện chi không vú? Đâu có gì đâu. Tao nghe mày ca, thấy vui tai vậy đó mà. Ê, dạy tao ca mấy con nghe chơi mày. Dạ, được rồi, vậy giờ vú hát theo con nha. Ừ. Tư là tư phu tư, tư báo tư. Kim sắc phong lên đàn, báo kim dạo ra luôn trong tình chàng. Năm cánh mơ màng, em luôn trong tình chàng. Báo kim sắc phong lên đàn, dạo ra luôn trong tình chàng. Dễ mà. Tự là tự phu tương, bảo kim sắc phong lên đàn, dạo ra luôn trong tình bạn. À, hả? Cái gì vậy? Bà cũng ưa ca hát nữa hả? Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng bà chỉ biết la biết rầy người khác thôi chứ. Nói nào ngay, còn Hương á, nó ca nghe mùi dữ lắm. Chứ không phải khó nghe như bà đâu. Mà nghe con nhỏ ru cậu Út ngủ đã cái kiểu này, tôi nè còn muốn ngủ. Vậy chứ tôi ca bộ khó nghe lắm hả? Bà ca cũng được, nhưng mà tôi phải nhảy xong. Nhảy xong làm gì? Chết cho sướng hơn. Vô duyên. Làm gì bà ca hay lắm vậy? Từ là từ phu tướng, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình bạn. Năm canh vào ra luôn trong tình chàng. Năm Mày có chắc hồi sáng nay ba mày dẫn tụi nó ra ruộng không? Hay là thôi đi, tụi nó là con ông hội đồng đó, gửi tụi mình chơi dại á, tụi nó có chuyện gì là tụi mình ốm đòn nát hay đó đa. Đó đó hả? Đó, đó.
nè, cậu coi đó, lúa đầy ấp vàng ống cả một vùng luôn á cậu. Tụi nó tới kìa. Đợi sau khi tao dụ ba tao đi khỏi, mày chạy tới đó làm y như là tôi dặn nghe chưa? Cha, cha. Cái gì vậy mày? Cha, cha, có chi cha lại háo nước vô ruộng vậy cha? Ngập úng hết mạ rồi cha. Mày nói bá láp gì vậy Điền? Tao đâu có điên đâu mà mần như vậy. Thiệt mà, hồi sáng con đi ngang qua ruộng nhà mình. Sao? Thấy nước ngoài đê đang tràn vô ruộng nó đa. Chắc là cái đứa nào nó phá tao đây nè. Dạ, dạ ba cậu thứ lỗi cho tôi nghe. Tôi chạy riết tới đó tôi coi làm sao rồi tôi đưa ba cậu đi coi tiếp nha. Dạ xin phép ba cậu. Đi đi. Đi đi. Thằng nào nó phá tía rồi nè. Ê, ê thằng kia, mày có biết cho tao là ai không mày? Thấy con trai hội đồng mà không biết cúi đầu chào hả mày? Gan mày cũng lớn lắm đó Đa. Dạ, con chào ba cậu. Mày tên gì? Tiếng má của mày là ai? Dạ, tôi tên Khóm. Tiếng má tôi là tá điền của nhà ông hội đồng. Hả? Tôi xin phép mấy cậu tôi đi. Ê, đứng lại. Mày đang cầm cái gì trên tay mà giấu giấu giếm giếm như phường trộm cắp vậy mày? Mày ăn cắp cái giống gì? Đưa tao coi mày. Dạ, không có gì đâu cậu hai. Cái này tôi lượm trong đầm mà. Quanh vùng này á, có chỗ đất nào á không phải của nhà tao, vật đó á, ở trong đầm á cũng là thuộc về của nhà tao. Biết không á thì đưa đây cho tao. Thôi mà anh hai, có một vật nhỏ mọn như vậy mà anh đã tâm tới làm chi? Thôi đừng làm khó người ta nữa. Đi 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 đi. Ê Khóm, mày không được đi đâu hết. Đưa cái bọc cho tao rồi mày mới được đi. Cậu hai, tôi đưa cho cậu nhưng mà cậu đừng mở cái bọc ra nha cậu. Mày, mày đưa đi mày. Đưa đây. Dạ, xin phép cậu tôi đi. Đi mày. Ê, anh ba, anh hai. Vậy mới được chứ. Ba, dài dạ, tôi dạ, dạ. Ui trời Phật ơi, làm sao mà tới nóng nổi này vậy con? Trời ơi, cái mặt sưng chù dù lên hết rồi đi nè. Mà cái quân nào nó ác để cho ông đốt nhỏ lung gì đó không biết nữa. Còn hai đứa nữa, cứ chi mà cùng nhau đi chơi mà để cho anh hai bị như vậy hả? Dạ, lúc đó con cũng có anh hai bỏ đi rồi chứ. Nhưng mà anh nhất quyết là vẫn chặn thằng Khóm lại để lấy cái bọc. Con cản không có được cho nên mới đi theo anh ba đó chứ. Ai về đâu trong bọc lại có tổ ông. Thằng Khóm là thằng nào? Hả? Con cái nhà ai mà ngỗ nghịch quá vậy? Tía má nó là tá điền của nhà mình đó má. Đau quá à. Má biết, đau má biết mà. Nhưng mà duyên cớ chi nó lại đưa con tới tổ ông chứ? Dạ, nói nợ ngay á là cũng do anh hai một mực đòi mở cái bọc ra. Chứ lúc đầu người ta đâu có chịu đưa. Tại nó cứ lấm la lấm lét giấu giấu cho che chi. Nên con tưởng nó ăn cắp vật chi của nhà mình. Con mới đòi lại đấy chứ. Ui đau quá má ơi. Ôi trời ơi tội quá à. Thôi để má hỏi cho ra lẽ, rồi má biểu tía má nó đánh cho nó một trận cho nó biết. Cho chừa cái thói vô côn ra đường chọc ghẹo người khác. Thôi mai mốt con đừng ra đường nữa. Dạ. Rồi gặp mấy thằng mắc dịch đó, nó kiếm chuyện là khốn nghe. Dạ. Để má sai bày trẻ qua thầy Năm sắc thuốc về cho con uống đỡ đau nghe con. Dạ. Hương ơi, mày đâu rồi? Lại đau lại bệnh nữa rồi. Quanh năm suốt tháng đau ốm hoài phát mệt à. Còn hai đứa bay, má phạt từ để cho đến giờ ăn cơm đứng khoanh tay như vậy nghe chưa? Cái tội anh em trong nhà mà không biết binh vực lẫn nhau là như vậy đó. Chờ má chút nghe con. Dạ.
Đau dữ lắm phải không con? Dạ. Trời, tội quá. Trời ơi, đã đau rồi còn nghe tiếng thằng Út khóc nhẹ nhẹ bên tai à, bực mình à. Thôi con, má Tư đâu rồi, bà Vũ đâu rồi, hà cớ chi mà để nó khóc chứ? Có chuyện gì vậy bà? Thằng nhỏ nó nóng quá, ở trên người nó sao mà nổi mụn đó tùm lum vậy nè. Dạ dạ đó tôi coi. Vũ coi đi. Dạ, chắc cậu Út bị ban đỏ rồi đó. Thôi để tôi chạy qua giàm rước thầy về liền nghe bà. Hương à. Dạ. Hương. Dạ. Mình làm cái gì vậy hả? Dạ. Chăm sóc cho cậu Út kìa. Dạ. Vô lấy cái thau nước ấm để cho bà lau cho cậu Út, nhanh lên. Dạ. Dạ thôi tôi đi nghe bà. Ờ đi lẹ đi. Dạ dạ dạ. Lạy trời lạy Phật, cầu trời Phật cho con tôi mau hết bệnh. Út à, thấy con đau đớn như vậy, lòng má đau như lửa đốt vậy đó. Con mà có bề gì chắc là má không sống nổi đâu Út ơi. Bà Vú bà già cả, còn lâu bà mới về được. Hương. Dạ. Con lo cậu Út cho bà. Để bà đi mời thầy về khám bệnh cho cậu Út nha. Dạ bà. Dạ bà ráng đợi chút xíu nữa đi, bà Vú sắp chuẩn thầy về liền đó. Không được đâu con, bà sốt ruột lắm. Lỡ như bà Vú bà qua nhà mà không gặp được thầy thì sao? Để bà đi riết lên xóm trên á, đích thân mời thầy Ứng về. Dạ. Đây mai ra ổng nể mặt mà tới thăm bệnh cho cậu Út. Mày coi cậu Út. Dạ. Cho cẩn thận nghe. Dạ. Chưa. Dạ. Bà đi nghe. Dạ. Cậu Út ơi, cậu Út à, cậu đừng khóc nữa nha. Nín đi thương nè. Em con nó bệnh cho nên má Tư với bà Vú đi kêu thầy rồi. Dạ. Còn có mình con Hường ở trỏng vỗ nhỏ hà. Dạ. Ôi mà chắc tại nó không biết cách cho nên nhỏ mới khóc lung vậy đó chứ. Nhưng đậu quá à. Thôi con đừng có la nữa mà. Đây nè, má Tư con có cái tật, hở một chút là lo, hở một chút là la à. Ây dạ. Nếu mà nhỏ nó khóc thì có gì đâu, mình chỉ lau mình mẩy cho nó mát nè, xong mình ẩm nó ra ngoài trời vậy nè, mình cho nó hứng gió, cho nó khuây khỏa, nó hết bệnh liền chứ gì đâu. Thôi, má giận cho nên mới rầy la hai đứa như vậy, chứ hai đứa thì cũng đâu có tội tình gì đâu. Thôi ra làm sao rửa tay, rồi ngơi nghỉ chờ ăn cơm nghe. Dạ, con cảm ơn má. Cảm ơn má. Đau quá. Có điều... Dạ. Ây cha, lúc này mà làm như vậy á thì chỉ có bệnh nặng thêm thôi. Hồi nhỏ má nhớ con nó cũng từng bị bệnh này, nhưng mà lúc đó má kỵ không cho con đụng nước, không cho con ra gió cả chục ngày á. Xây qua đây má làm cho. Ây da, má ơi. Thôi con. Cậu Út ơi. Đứng đi cậu. Ủa cậu Tư. Ủa thằng Út nó bị gì vậy? Dạ cậu Út nóng quá, cậu không chịu được nên cậu không biết gì đó cậu. Con vỗ cậu hoài mà cậu không chịu nín. Trời ơi, nóng luôn như vậy làm sao mà không khó chịu, không khóc cho được. Ê, hay là Hường lấy khăn ướt á, lau cho nó, để cho nó bớt nóng, rồi ẩm nó ra ngoài chơi, cho nó đừng có khóc nữa. Thì không cậu. Thiệt, tôi nghe người lớn nói như vậy đó. Thôi, để tôi giúp Hường một tay nha. Dạ. Nín đi em, nín đi nha. Nín nha, nín nha. Cậu ơi. Ơi, cậu đừng có nói như cậu. Thôi mà. Cậu ngoan nha. Ngoan nè. Đừng khóc như cậu. Nhưng mà cậu. Cậu ơi. Ủa,
rồi kìa. Hương ơi, mày đâu rồi? Dạ. Trời ơi, con Bình mà mày ẵm cậu đi ra ngoài. Dạ, con ẵm cậu đi ra ngoài chơi cho nó mát. Đâu coi, cái Bình cậu Út vậy á là cái Bình trái rạ đó nè. Chỉ được ở trong phòng thôi chứ không được đi ra ngoài. Út ơi. Dạ, tại con thấy cậu nóng quá nên con ẵm cậu đi ra ngoài cho cậu dễ chịu hơn. Cái Bình này á, kỳ nhất là ra gió, với lại không được đụng nước. Nếu không kiên cử thì Bình sẽ nặng thêm à. Dạ thưa bà tha lỗi cho con đi. Hồi nãy con lỡ lấy khăn ướt lau cho cậu Út rồi. Trời ơi là trời, mày hại con tao rồi. Trời ơi. Ông má thương. Hương ăn đi, coi chừng đói đó. Em cảm ơn cậu, nhưng em không dám ăn đâu. Rủi mà bà Tư bà biết được là em bị đánh chết đó. Mà có khi cậu cũng bị dạ lây luôn đó. Thôi cậu đi vô đi. Cũng tại tôi bà cho Hương mừng mấy cái chuyện tào lao, cho nên Hương mới bị má Tư phạt. Tôi thấy mình bậy quá à. Vậy thôi, để tôi vô tôi nói với má Tư, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện nha. Thôi, dạ thôi đi cậu. Bà có phạt em chút xíu cũng không có hại gì đâu. Cậu mà kệ em đi. Vậy Hương ăn đi, để tôi canh chừng cho. Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó. Uống miếng nước đi nè. Tư Trọng ơi, con đâu rồi? Tôi chết, má tôi gọi rồi. Trọng ơi, tôi vô nha. Con đâu rồi? Không thôi má tôi rầy. Dạ vậy thôi cậu vô đi. Nhưng mà Hương ở đây một mình, tôi thấy. Em không sao đâu. Vậy thôi tôi vô nha. Ủa, Hương bị sao vậy? Hương sợ hả? Em có cái tật sợ ma. Không sao đâu, tôi có cái này nè, hay lắm. Hương cứ nắm chặt cái vật này trong tay đi. Nó làm cho không có con ma nào dám tới gần Hương đâu. Cô Tư. Nè, bọn mày quỳ từ đêm tới sáng luôn hả? Tội nghiệp không? Ai biểu tội lanh chi? Thằng Út nó đổ bệnh nặng là tại mày á. Ủa, mà cậu Út đau sao rồi cậu hai? Tao nghe nói á, nó nổi mụn đỏ khắp người luôn á, nắm lung lắm luôn á. Tại tôi hết thảy, tại tôi mà cậu Út mới đau nặng như vậy á. Nè, mày lấy hai miếng vải này nè, mày lót đầu gối mày đi. Tôi... chứ quỳ cả ngày cả đêm sao chịu cho thấu. Thôi tôi không sao đâu cậu. Nè, mày không nghe lời tao hả? Lót đi, không đó hồi lát nữa hai đầu gối mày nó sưng lên á, mày đi không được luôn á. Nè, lót đi. Lót đi nha, tao đi á. Cậu hai ơi. Ủa, chớ sao vậy con? Con làm lỗi gì mà bị bà Tư phạt quỳ ở đây? Nó bị phạt là đáng tội nó lắm mà. Thằng Út nó lên trái rạ mà nó dám lấy khăn ướt lau hết mình mẩy rồi ẩm ra ngoài gió nữa chứ. Cũng may là chưa đến nỗi nào, chứ có chuyện chi là mày bị lôi ra đánh một trận đó nè. Sao con dại lung vậy? Ai bài con mà mần chuyện tào lao vậy con? Dạ. Ôi, cái thứ đầy tớ muốn lập công đó mà, muốn lấy lòng chủ chứ chi. Ngu dốt mà cứ tưởng mình tài giỏi, cho nó quỳ cho tới khi nào chịu hết nổi, lôi ra đập một trận cho nó chừa cái tật thầy lai đó.
Ủa? Cái gì đây? Mày thiệt là cái đồ liếng sáo mà. Em ba, em còn kêu là nó tội nghiệp nữa hay không? Con này lớn gan quá ta. Để tao nói với bà Tư đánh với mày một trận. Dạ, dạ. Để bỏ cái thói gian trá đi. Dạ. Trời ơi, con mần chuyện gì vậy con? Con mần vậy, sao mà bà năn nỉ bà Tư tha cho con được hả Hường? Dạ con. Thôi, mình đi chợ đi, em thôi trễ. Dạ. Rồi một chút ghé thăm thằng Út rồi nói chuyện với anh Tư sao? Dạ. Mày á, bị phạt quỳ đã khổ lắm rồi, lại còn bị đánh đòn nữa chứ. Ai biểu mày ngu chi? Ngu là mày phải chịu nghe chứ mày. Hai, con không thấy má đang tụng kinh hay sao? Ra ngoài chơi đi con. Thôi, con phải công nhận á, má cười quá chừng quá đổi luôn á. Rồi, con sắp bể bụng rồi đó Đa. Thì chuyện gì mà con đắc chí dữ vậy con trai? Con mới xí gạt được con Hường á má. Trời ơi, công nhận á, nó ngu quá, nó bị con xí gạt mà nó không có biết. Mà má biết không, con thấy má hai má ba á, sắp đi ngang qua chỗ con nó quỳ. Nên á, con chạy tới trước, con làm bộ thương hại nó. Rồi nháy dưới gối nó, hai miếng giả này nè má. Tới chừng má hai phát hiện ra, má hai rầy nó, còn la nó là đồ liếng sáo nữa đó má. Má hai còn khăm mét má Tư, là đánh cho nó nát thay luôn. Cho nói chừa. Hai Hoàng à, con là đàn ông con trai, cớ chi lại mần ba cái chuyện lắc sắc đó hả con? Ủa, sao má rầy con? Má cũng đâu có ưa nó đâu. Đáng lẽ con hại nó, má cũng phải hại dạ chứ. À, thiệt tình là má ghét nó, nhưng cái chuyện nó bị quỳ la hay là bị đánh đòn đâu có phải là chuyện lớn lao gì cho cam. Bây giờ con còn nhỏ, con chưa thông tỏ hết mọi chuyện, nhưng mai này khi con lớn lên, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo nghe con. Đã gọi là bài mưu tính kế thì phải dụng mưu sâu kế độc. Hại là hại cho chết, hại cho thân sơ thất sở. Lẽ ra con Hường nó không can dự tới má con mình, nhưng vì nó làm lỡ dở công chuyện của má, cho nên má bực. Để đó đi, má ghét nó, má sẽ không tha cho nó đâu. Nhưng bây giờ thì chưa tới lúc. Đi ra ngoài để cho má tụng kinh. Ngoan ngoan con, đến đi con, má thương mà. Vũ ơi, Vũ. Dạ, dạ. Thương nha con, đến đi con. Con ơi. Bà để tôi lau. Dạ, 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 đây nè bà. Thôi, 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 đưa đây. Dạ, dạ. Chảnh ra đi. Lẹ lên. Tội nghiệp con tôi. Mày quạt cho bà lẹ lên, để tao đi lấy đồ. Dạ, dạ. Con ơi, trời đất ơi, sao mà khóc hoài không biết nữa. Quạt lẹ cho cậu đi con. Má phải làm gì đây? Con ơi. Thank you.